cả ơi. Không chả biết rồi. Như con suối. Chúng ta vẫn đề mấy cái lớn à, chợ địa này cũng đồng hồ không đi sớm dùm cho mình chữ mổ đau vậy mua rồi đen cái một chữ là thành đau 10 mấy cái viêm đó nè. Tam luôn nghe. Dạ. Ừ. Mùng câu là lẻ nhanh hết lắm đó. Thì đầu đen giờ thấy trụ lấy bông đằng sạch bám với mấy lì bị giống viên ra đây. Trông đắng nữa. Thấy không kìa? Dạ. Đây này nè, một bài nhân đổ rồi vâng. Bám cái tay vô mặt con sượn rách mấy cái điểm nó đau của ổng rồi. Cái mụn ổng nàng ra xứ miền ra đây đang hết liền, lỗ mồm ra hết trơn. Khó chịu đi. Đấy vậy không? Đen ngọn nó ngúa thế. Đen còn có mất mất thôi. Ừ. Mềm lắm rồi. Nói bón bận qua quay cho dưỡng có nhỏ có muỗng đỡ ủng bây giờ không có video luôn họ sẽ xây mà rất nhiều to các bạn. Bữa mới đi làm đi thì cũng rảnh lo qua hạp vậy đó. Bữa mới đi làm thì đây cũng rảnh là lo qua hạp rồi nó nghiêm rồi. Thế mà con được làm cũng đi mà nhờ thầy ra quá hà. Vô kêu một quá lòng đi. Thấy chưa? Con có kêu đi hỏng quà thôi. Kêu hết người đi tới người kia đi. Ra quà thì là rồi hỏng đợi người khác là đợi. Chúng ta xí má chứ không dám bào rách hết. Bào rách luôn, chết mũ rồi hả?
cho nó dính đằng sau rồi bào rồi mày không đụng có nữa. Không nào cũng rách nữa đó. Mà đụng vô đắng ra luôn. Liền không bị sẹo nữa, nó cũng đi luôn, đi là không có sẹo rồi. Đó, bây giờ hương nạn răng nó có lỗ đâu. Xem qua án đi nữa hả? Sắp xếp cho vẫn muối lan nhẹ nhẹ ướp ướp vô chứ không những cày đâu.